là động tác giọng các xương cột sống với nhau. Khi mà nó giọng muốn giọng nó thì cái đĩa đệm nó giống như là cái lò xo ép 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 thì nó có ba khu, khu thắt lưng, năm đốt sống, mà đĩa đệm thắt lưng nó dày gấp ba đĩa đệm cổ, 12 thắt lưng ngực, 12 cái ngực, 12 đốt xương ngực, nó có gấp hai đốt xương cổ, bề dày đĩa đệm. Thì mỗi một đĩa đệm đó, mình cho thấp nhất một đĩa đệm ở cổ, một dây đi qua cổ, thì ngực 2 dây, lưng 3 dây, cái đó thời gian để máu huyết đi qua, đó là biết thời gian để tập, thấy không? Còn khi tập á, muốn nhúng hết cột sống là phải nhúng 24 cái, tại lưng nó có 5 cái, ngực có 12 cái, là 17, cổ 7 cái, 24 cái, thì phải nhưng phải nó giống như lò xo, phải ép 24 cái, đè 24 cái thì tất cả các lò xo nó mới chạy được. Mà khi đè vậy phải có ba cái cảm nhận trong đầu, ở khắc lưng nó làm sao, ở khúc từ 12 ngực làm sao, cổ khác nhau, phải cảm ngồi cảm thấy. Mà cái phương pháp rất đơn giản, chỉ giọng các đốt nhỏ, tức là đè có xương sống, muốn đè xương sống là lấy hai tay mình dí xuống đất mà chân mình nhón lên đây, muốn đè cột sống bí quyết nó làm vậy. Lúc bắt đầu cảm đứng dậy, đúng không? Khi muốn mà đè cuộc sống thì cái chân nó phải 3D nè, chứ không thôi nó méo nè, X O Y X O Z đó vậy. Bây giờ tao muốn cuộc sống, ta lấy hai tay, lấy hai cái tay tao cột cái tay tao kéo xuống nè, kiểu tay này lấy hai sợi dây tao cột cổ tay tao kéo xuống, mà ở chân thì tao nhón lên, mày tưởng tượng là đâu nhón lên này, tao kéo xuống này, nhón lên đó, bị nén, thấy không? Cuộc sống bị nén, mình nó nén từ cổ xuống thôi, còn cổ không có nén, còn đầu muốn nén phải lấy cái cây, lấy cái trần đẩy cái đầu lên nó mới nén. Cái này chỉ đầu, chỉ lưng với bụng thôi. Thì cái bài này đang lưng với bụng nè, nén, đẩy xuống, nhón lên, cứ nhón, ráng đẩy xuống, nhón lên cho nó ép trong vòng 12 ngực, 7 lực, 19 giây. Đếm 19 giây cho nó nén. Mà nếu đúng là lưng 3, 15, ngực 24, 15 với 24, 39 giây. Nén được. Chân nhỏ lên, còn 39 giây. Cái đó là chỉ nén ngực và bụng thôi, lưng. Xong nó thả ra. Thả ra bây giờ đứng yên vậy, dục nhúng lúc nhúng thì cái đầu phải bẻ ra như vậy, hoặc ngửa ra như vậy, để chận khí nó chỉ lên tới ngực và lưng thôi nè, đó thì nó ở từ ngực tới xuống, ngực tới lưng thôi đó, thấy không? Thấy không? Nhưng mà để là nhúng 5, 12, 17 lần, nhúng 17 lần là 12 ngực nha, 12 ngực, 5 lần thì nhúng cho một mấy cái địa điểm đó thôi, thì cái đó chỉ tập từ ngực tới lưng thôi. Đó thì khi nó nhúng vậy là máu á, nó giống như mày cầm một cái ly đường mày vọng mười mấy cái thì đường nó lắng xuống dần, thì máu cũng 12 đốt xương nó lắng xuống tới thấp dưới nhất, đó là xong. Cái đó là tập vọng máu đi xuống và khí thì đi lên vọng. Nó là được 17 cái. Còn cái cổ phải để tay đè lên cái đầu này, giữ cái cổ, kéo cái đầu xuống, giọng. Đó, 7 cái là giọng cái cổ là xong. Đó là kỹ thuật giọng cột sống. Tức là mấy cái địa điểm mình cứ giống cái địa, có 24 lò xo, 5 lò xo với bụng nhé, 12 lò xo ngực thì ta ép một, ép 1, 2, 3, 4, 12 cái, thấy không? Còn cổ thì ta chận ở đây, thấy không? Ta đè xuống, ta đẩy lên, đó, ta nhúng. Tức là ta đè từ cái đầu xuống này, ta nhúng tức là đẩy đây. 7 cái nữa là tổng số, các đốt xương tao đều đè, ta nhúng. Phương pháp đó là đè cái nè, đè xuống 7 giây, xong nhúng 7 giây cho cái cổ. Còn đây là đè số 12 ngực trên 5, 17 giây nè, xong nhung. Đó là rõ ràng tao
là 12, 17 cái đĩa đệm của cổ, ngực xuống bụng xong, rồi ta 7 cái đĩa đệm của cổ. Thì ta làm cho nó thử coi cái độ nhúng nó đẹp. Nếu mà thấy nó đau, nó có khó chịu chỗ nào thì chỗ đó máu không có thông. Nếu mà không thấy gì hết là tốt. Còn nếu mà trong trạng thái cái đó là tập chưa không có bệnh gì hết, còn có bệnh á, dù nó đang mỏi chỗ cái thắt lưng này ngay đây, thì ta ưỡn ra, ta đè xuống cho nó, ta nhúng trước, đè xuống nhúng nhúng, nghiêng bên trái nhúng nhúng nhúng, ngay cái chỗ đau mỏi nhúng nhúng, là nghiêng trái nghiêng phải nhúng bốn cái chỗ đó hết máu thông. Đó là cái kỹ thuật này gọi là dùng độ nhúng đĩa đệm để thông máu huyết. Thì nhúng đĩa đệm nó có bốn phương: phương trước, phương sau, phương trái, phương phải, phương trung tâm là cái chỗ này. Cái hồi nãy làm mẫu chỉ là phương trung tâm thôi, nó đứng yên, nó đè xuống nhúng nhẹ thì chỉ là cái trục giữa thôi, chưa nói bên trái, chưa nói bên phải. Thì đang nhúng nhúng bên 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 nhúng bên 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 trái thì nè nè thấy để chân này. Đó còn bên này. Co liên này thì nhúng bên này, có một bên là nhúng bên phải, còn từ co ở trước là nhúng bên phía trước, cái đốt xương phía sau, tức là cái ngay đốt là ta bẻ trước thì nhúng, bẻ sau nhúng nhúng, bẻ trái nhúng nhúng, bẻ phải nhúng nhúng, thì máu huyết đi rồi ta để giữa nhúng, tức là nhúng năm loại nhúng, nhúng cái này là nhúng theo trục, còn nhúng một nửa, thấy không? Nhúng nửa nè, còn nhúng phía trước nè, nhúng phía sau nè, là bốn cái nhúng. Thì cái bài Bát Đoàn Cẩm là khi tập luyện nó xấu xí lắm, còn khi biểu diễn có thứ, có biểu diễn có cái, thì biểu diễn làm cho đẹp, còn khi tập tập cho hết, cho thông máu huyết từng điểm trên cốt sống thì nó khó, xấu xí lắm. Còn lúc biểu diễn, đây biểu diễn Bát Đoàn Cẩm đứng vậy, thấy không? Thu vô, xong, đó, biểu diễn vậy thôi. Thấy không? Cái biểu diễn nó khác cái tập luyện nha. Thế nên những cái bài trên mạng gọi là biểu diễn khác. Đại khi mày làm toán á thì mày làm như mày biểu diễn người ta, mày làm thêm cái mỹ miều trong. Còn lúc tập nó xấu lắm, mày hiểu vậy đó. Thì cái mẫu nó khi tập Bát Đoàn Cẩm 8 người ta lên mạng chỉ thấy đứng vậy nè, chút chân vô nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 cái xong bước ra hết bài. Đó là khi biểu diễn vậy. Còn lúc tập là khác à, tập đốt nào ra đốt nấy, mà tập chia làm ba khu: khu hạ, khu trung, khu thượng, khu cổ khác, khu ngực khác, khu lưng khác. Và đốt mấy thì cái tầm chỗ nào bẻ chỗ nào, nghiêng chỗ nào đúng, nó có theo cái ngay cái vị trí nó tập thôi. Đó hết bài.